Kính chào quý khán giả. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời ít mưa, ban ngày có nắng nhiều, kéo theo nhiệt độ ngày mai sẽ tăng cao lên ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Độ ẩm không khí ở mức thấp nên thời tiết sẽ chuyển khô nóng về trưa và chiều. Trong khi đó, các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, kèm theo đó là lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày, mưa giảm và có nắng đan xen nên nhiệt độ sẽ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Với các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, mây duy trì nhiều về đêm, ban ngày trời chuyển nắng nhiều hơn về trưa và chiều, kéo theo nhiệt độ ban ngày tại đây sẽ tăng cao lên ngưỡng từ 32 cho đến 33 độ. Vượt qua đèo Hải Vân đi về phía Nam, nắng cũng duy trì trên hầu khắp khu vực này và nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây sẽ phổ biến ở ngưỡng từ 33 cho đến 34 độ. Trở vào phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục là nguyên nhân gây ra mưa rào và dông rải rác trên khu vực Tây Nguyên cũng như Nam Bộ trong ngày mai, kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, tại quần đảo Hoàng Sa, trời không mưa và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cường độ yếu cấp 3, cấp 4, tình trạng biển bình thường. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh gây biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.